Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu. Sau một thời gian chờ đợi siêu phẩm của chúng ta, đó chính là dòng loa Paramax D88 Limited. Thưa quý vị, với một dòng sản phẩm cao cấp nhất của Paramax, được đầu tư trau chuốt về hình ảnh, chất lượng cho đến giá trị thương hiệu, trong thời gian qua được rất nhiều quý vị và các bạn, những fan hâm mộ của thương hiệu Paramax, hay những quý vị nào đang muốn mua sắm cho mình một cặp loa karaoke hiện đại, kiểu dáng đẹp, chất âm hay, hát karaoke hay, nghe nhạc tinh tế. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá một siêu phẩm mới nhất 2021, như quý vị, vừa mới ra mắt được khoảng vài ngày thôi. Đó chính là cái siêu phẩm loa Paramax D88 Limited. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta cùng mở hộp dòng sản phẩm này, dòng siêu phẩm mới nhất của 2021 này, thì Trường Thành Audio vinh dự là đại lý chính thức cung cấp tất cả các thiết bị, các dòng sản phẩm của Paramax hiện nay, như quý vị. Cho nên khi quý vị đến với Trường Thành Audio, quý vị sẽ được mua sản phẩm chính hãng và quý vị được hậu mãi bảo hành sản phẩm tốt nhất số 1 Việt Nam với tất cả những dòng sản phẩm của Paramax. Và ngay bây giờ, để không mất thời gian của quý vị và các bạn, thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm và đánh giá mẫu mã thiết kế, những chi tiết nhỏ nhất, cấu tạo của chiếc loa Paramax D88 Limited này. Và chúng ta cùng nhau trải nghiệm và hát thử, nghe nhạc trên chính cái siêu phẩm cặp loa Paramax đang hot nhất trong thời gian này nha. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu. Thưa quý vị, thật không ngờ siêu phẩm này của chúng ta đã không phụ lòng rất nhiều quý vị và các bạn, và đặc biệt là Quang Trường, trong suốt thời gian qua, đúng không ạ? Khi chúng ta nhìn vào cái siêu phẩm này, loa Paramax D88 Limited đời mới nhất 2021, chúng ta sẽ cảm nhận được ngay loa Paramax D88 Limited hội tụ rất nhiều những điểm nổi bật của phong cách thiết kế châu Âu cực kỳ hiện đại, đúng không nào? Quý vị có thể để ý rằng với rất nhiều những thương hiệu loa nổi tiếng trên thế giới, những cặp loa giá trị hàng tỷ đồng, nhưng ngày hôm nay chúng ta lại được ngắm nhìn chúng trên chính cái dòng loa Paramax D88 Limited mà chúng ta đang mong đợi trong suốt thời gian qua. Thưa quý vị, một mẫu loa được đầu tư thiết kế chi tiết bài bản nhất của hãng Paramax, chúng ta có thể cảm thấy rất là tự hào về một thương hiệu của Việt Nam có thể cho ra đời những dòng sản phẩm có thể nói rằng vô cùng đẹp mắt, chi tiết, tinh tế, sắc nét từng chi tiết nhỏ một. Và trong video ngày hôm nay thì Trường Thành Audio muốn cùng quý vị và các bạn chúng ta sẽ đánh giá về nét thiết kế ngoại thất của dòng sản phẩm loa Paramax D88 Limited, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu tạo của loa bên trong, loa chép, loa bass và loa mid, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, thử nghiệm thực tế cái chất âm của dòng sản phẩm loa Paramax D88 Limited rất là hot này, rất là đáng mua này nha. Thưa quý vị, và ở phần cuối video, quý vị nhớ xem nốt, Trường Thành Audio sẽ công bố mức giá bán chiết khấu cực kỳ sâu và đảm bảo, khẳng định với quý vị và các bạn luôn luôn rẻ nhất và chế độ bảo hành hậu mãi số 1 tại Việt Nam cho quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái nét thiết kế mang đậm nét thiết kế, ngôn ngữ, sự đẳng cấp và sang trọng của châu Âu trên chính chiếc loa Paramax D88 Limited này nha. Thưa quý vị, ở phiên bản loa Paramax D88 Limited này của chúng ta thì có hai phiên bản màu sắc khác nhau, như quý vị. Và trước mắt quý vị đây, đó chính là phiên bản màu vân gỗ Cavado, và chúng ta còn thêm một màu vân gỗ nữa nhạt hơn, đó chính là màu walnut nha quý vị. Và bây giờ Quang Trường sẽ xoay một vòng chiếc loa này để cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ cảm nhận và trải nghiệm được cả mặt trước và mặt sau của một cặp loa vô cùng tinh tế, nghe nhạc, xem phim, hát karaoke, tái tạo âm thanh vô cùng hay, và đặc biệt là với lối trình diễn hi-fi đậm chất châu Âu thì không bao giờ, chắc chắn và sẽ luôn luôn làm cho toàn thể quý vị và các bạn vô cùng hài lòng về mẫu loa này. Và chúng ta có thể nhìn được thấy những cái đặc điểm rất hay trên chiếc loa này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng bước một nha quý vị. Đầu tiên, thưa quý vị, là dòng 2021 D88 Limited này thì về tổng thể chúng ta thấy được rất rõ, thưa quý vị, Quang Trường đang đứng gần và Quang Trường đang nhìn về tổng thể của chiếc loa này. Quý vị thấy phía trước thì dòng loa này được chia đôi, e căng bằng vải, đúng không quý vị?
phần trên là ECM bằng vải và phần bên dưới là một lớp gỗ. Ở giữa thì được chia đôi bởi ba cái sọc thẳng này, nhấn mạnh lên cho chiếc loa của chúng ta có cái sự đẳng cấp sang trọng nhất định. Và bên trên là cái ECM lưới truyền thống để bảo vệ những cái củ loa, loa bát, loa chép ở bên trong nha quý vị. Và ở giữa đó là một cái logo của Paramax rất nhỏ gọn để khẳng định cái giá trị thương hiệu của Paramax, những nỗ lực cố gắng của Paramax trong suốt thời gian qua, đầu tư về công nghệ, đầu tư về thiết kế để tạo ra những dòng sản phẩm loa Paramax D88 Limited hoàn thiện như ngày hôm nay, đúng không nào? Và với dòng Cavado này thì rất là hợp với tất cả các nội thất của mọi gia đình như quý vị. Ngoài chúng ta nghe nhạc, xem phim, giải trí, ca hát hay ra thì dòng loa này còn góp phần trang trí thêm cho không gian của gia đình chúng ta vô cùng sang trọng và tinh tế. Và quý vị có thể nhìn thấy rằng đằng sau, bây giờ Quang Trường sẽ quay đằng sau để chúng ta cùng nhau đánh giá nha. Toàn bộ lớp vỏ, quý vị, hai bên là màu Cavado và đằng sau là một lớp gỗ cao cấp như quý vị. Một lớp gỗ cao cấp toàn bộ được phủ bởi lớp sơn màu đen. Lớp sơn màu đen. Và quý vị có thể nhìn thấy đây chính là lỗ thoát hơi ở phía sau của chiếc loa Paramax D88 Limited này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía bên dưới nha quý vị. Phía bên dưới đó chính là một cái tem dán để ghi rõ model Paramax D88 Limited và ghi đầy đủ cái thông số kỹ thuật nha quý vị. Công suất này và độ nhạy lẫn trở kháng của chiếc loa này. Và bên dưới chính là những cái rắc kết nối âm thanh từ âm ly để kết nối dây loa vào chiếc loa D88 Limited này của chúng ta. Quý vị có thể nhìn rất rõ những chi tiết nhỏ được làm rất là tỉ mỉ và chất liệu rất là đắt tiền như quý vị. Chúng ta có thể nhìn thấy đây chính là những cái rắc để chúng ta nối dây loa được sản xuất bằng đồng nguyên chất. Chúng ta nhìn thấy đã cảm nhận được cực kỳ là xịn sò rồi, đúng không ạ? Và bên hông này, quý vị có thể nhìn thấy rằng là có một cái bát loa rất là lớn. Đó, rất khác biệt, đúng không quý vị? Khác biệt hoàn toàn so với những cái mẫu loa của trong gia đình Paramax. Đó là FX2500 và F2000 hay là FX1500 và F1000. Đây chính là cái chiếc loa subwoofer, như quý vị, subwoofer có đường kính là 12 inch. Hay chúng ta có thể gọi là bát 30. Và bây giờ Quang Trường sẽ mở ra để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng nha. Một chiếc loa woofer 12 in được bảo vệ bởi một chiếc ECM bằng vải. Thú vị, nhìn vô cùng đẹp và tinh tế. Đây quý vị có thể cảm nhận, đây chính là chiếc loa bát woofer, bát 3 in của chúng ta. Rất đẹp đúng quý vị, vô cùng sang trọng. Gân của loa thì vẫn làm bằng cái chất liệu truyền thống của Paramax bằng cao su cao cấp nha quý vị. Và đây là cái màng loa. Màng loa thì được làm bằng cái chất liệu vô cùng đặc biệt nha quý vị. Vô cùng đặc biệt, kết hợp bởi sợi thủy tinh và những cái chất liệu mới, công nghệ mới nhất của Paramax nhập khẩu từ châu Âu về. Thưa quý vị, là dòng loa Paramax D88 Limited này của chúng ta thì được sở hữu cấu tạo âm thanh 3 đường tiếng nha quý vị. Một loa bass đảm nhiệm loa giải bát và giải subwoofer, hai loa chung và một loa tép vô cùng hay. Và bây giờ Quang Trường sẽ mở cái ECM này ra để cùng toàn thể quý vị và các bạn chúng ta ngắm nhìn thực tế và chi tiết nhất nha quý vị. Thưa quý vị, là một cặp loa có thể nói mất rất nhiều thời gian để chúng ta mong chờ và chờ đợi. Và ngày hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên của dòng loa Paramax D88 Limited này, cũng tốn rất nhiều thời gian để trưởng thành audio, review và tìm hiểu và trải nghiệm về những gì nổi bật nhất và hay nhất trên dòng loa này. Đó, bây giờ Quang Trường sẽ để tạm cái ECM này sang bên cạnh này nhá. Và thưa quý vị có thể nhìn thấy trước mắt chúng ta, đó chính là những cái cấu tạo màng loa vô cùng đặc biệt trên chiếc loa Paramax D88 Limited này của chúng ta. Quý vị hãy nhìn thấy ngay, đó chính là sự chi tiết và chất liệu mới nha quý vị, chất liệu mới rất khác biệt so với những cái dòng loa nghe nhạc bình thường mà quý vị nhìn thấy bán trên thị trường rất là nhiều. Với dòng loa Paramax D88 Limited, thưa quý vị, là gây ấn tượng mạnh khi được ưu ái trang bị một hệ thống loa thành phần đắt giá, loa chép,
lụa Vifa dòng DX chứa danh và các loa chung dòng SDS và loa subwoofer dòng SLS đều đến từ những thương hiệu Pili, huyền thoại của Đan Mạch nha quý vị, và đến nay đã trên 80 năm lịch sử. Với dòng loa chép của D88 Limited được sử dụng một đôm lụa mềm 1 in với thiết kế giải nhiệt khe từ bằng đầu Führer Flat, giúp cuộn dây âm hoạt động ổn định và cho cảm nhận về giải cao thật chi tiết và mượt mà. Cặp loa mid hay chúng ta có thể gọi là loa chung được sở hữu 6,5 in với cấu trúc motor 5 châm gốm được mô phỏng trên phần mềm chuyên dụng FM cho giải chung ấm áp, tinh tế, giúp người nghe cảm nhận sắc thái âm thanh chân thực từ các nhạc cụ. Bên cạnh đó, chất giọng ca sĩ luôn thể hiện có nội lực và chiều sâu vô cùng chân thực, không nằm trên cùng một trục với loa chép và loa mid. Dòng loa subwoofer ngoại cỡ của Paramax D88 Limited được bố trí bên mặt hông của thùng loa với thiết kế đặc biệt cho kích thước thùng loa gọn, thanh thoát, đồng thời đạt độ chắc chắn giúp khai thác tối đa thế mạnh của dòng loa trầm khủng 12 in, được chế tạo để hoạt động ở mức công suất lớn với giải trầm thể hiện độ sâu đáng nể. Và chúng ta có thể đánh giá sâu hơn nữa về mạch phân tần 3 đường tiếng của dòng loa D88 Limited được thiết kế cẩn trọng và sử dụng các cuộn cảm tụ điện chọn lọc từ thương hiệu nổi tiếng Bennett, luôn đảm bảo hoạt động chính xác và ổn định cực kỳ cao. Thưa quý vị, là ngay từ đầu đến bây giờ chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều quý vị và các bạn đang rất háo hức để chúng ta trải nghiệm thực tế cái chất âm của dòng loa Paramax D88 Limited đời mới nhất 2021 này, đúng không ạ? Và để không mất thời gian của quý vị, ngay bây giờ Quang Trường xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng với Quang Trường chúng ta cùng nhau trải nghiệm và lắng nghe cái chất âm vô cùng hay, vô cùng tinh tế của dòng sản phẩm loa Paramax D88 Limited này nha. Để thử chất âm của cặp loa Paramax D88 Limited siêu phẩm mới nhất này của chúng ta thì trở thành euro ghép cấu hình đồng bộ của Paramax luôn nha quý vị. Và chúng ta sẽ sử dụng một cục đẩy công suất của Paramax là DA2500, một chiếc vang cơ kỹ thuật số của Paramax mới nhất DX2500E và một bộ micro của Paramax SM1000 Smart H2 chống rú cực tốt. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe một bản nhạc do ca sĩ Phương Phương Thảo thể hiện cover nha quý vị. Chân trời không ngày tháng phiêu du quên đường về, đặt tên dấu chân anh trong đời tôi. Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh, còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh. Lẻ loi bước chân em đi về đâu, trời với em bước qua bao con đường xưa, nơi ta đã có những ngày vui, bao nhiêu ân ái xin trôi theo làn mây. Trong chiều Trường Thành Audio xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và video ngày hôm nay là một video vô cùng đặc biệt nha quý vị. Siêu phẩm của chúng ta, loa Paramax D88 Limited buổi ra mắt lần đầu tiên với toàn thể những quý vị và các bạn đã luôn luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ cái sản phẩm của Paramax, và đặc biệt là đồng hành cùng với Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Với những dòng sản phẩm loa D88 Limited thì Trường Thành Audio luôn cam kết với quý vị là giá bán số 1 Việt Nam, rẻ số 1 Việt Nam như quý vị. Và đặc biệt là
chế độ hậu mãi của Trần Thành Audio cũng cam kết với quý vị là số 1 Việt Nam, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị đổi mới trong vòng 60 ngày. Và đặc biệt là sản phẩm này đang có mức chiết khấu tốt nhất tại Trần Thành Audio nha. Quý vị nhớ nhấc máy lên và liên hệ với hotline của chúng tôi 0817365555 và 0586798888, hoặc quý vị có thể truy cập trực tiếp vào website của Trần Thành Audio, trườngthanhaudio.com để đặt hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sắp tới. Trần Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.